Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 3 tháng 8 2022. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen thiên Chúa. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, ngày mùng 3 tháng 8 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ tư, là ngày thứ tư đầu tháng. Mỗi ngày thứ tư chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse và cầu nguyện cho các gia đình. Đặc biệt hôm nay cầu nguyện cho các gia trưởng, những người làm cha, làm chồng. Nhiều gia đình, các gia đình đau khổ vì có những người chồng sống rất gia trưởng, có nghĩa là độc tài, độc quyền, độc đoán, hoặc là những người say sưa rượu chè, cờ bạc, làm khổ gia đình của mình. Nhiều người vợ, nhiều người mẹ phải đau khổ khóc thầm vì gặp những người cha vũ phu bạo hành như thế, hoặc là bất trung đi với một người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình. Xin Chúa cho các gia trưởng, những người làm cha làm chồng nhìn vào mẫu gương của Thánh Giuse để biết thương yêu vợ con và chung thủy trong đời sống gia đình, vượt qua những khó khăn, những thử thách, những khủng hoảng về tinh thần cũng như vật chất trong đời sống gia đình. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 31 câu 1 đến câu 7. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Thời bấy giờ, sấm ngôn của Đức Chúa: Ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Israel, và chúng sẽ là dân ta. Đức Chúa phán thế này: Đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên và ngươi sẽ được xây lại. Hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm. Ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari. Những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi. Vì có ngày trên núi Ephraim, người canh gác sẽ hô lớn: Đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin, ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên. Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đạo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cùng chính người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Sion, lũ lượt kéo nhau về hương ân lộc Chúa. Thiếu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hội tưng bừng.
Chúa phan tăng tóc họ ta biên thành hoan hỷ, và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Hallelujah, hallelujah. Vị ngôn sư vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Hallelujah. Mình sẽ mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Matthew 15 21 đến 28. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Đức người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu bảo: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có thể tưởng tượng một Thiên Chúa mà nói với con người rằng, một Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và vô cùng thánh thiện, đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh, mà nói với con người tội lỗi, yếu đuối, mọn hèn rằng: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Không phải mối tình chóng qua, không phải là những cuộc tình vắt vai, không phải là những mối tình ngang trái hay là gian dở hay là gì, nhưng mà là mối tình muôn thuở. Anh chị em cứ suy nghĩ câu đó đi, và nghe như là Chúa đang nói với từng người chúng ta ngày hôm nay: Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở. Này, anh Nghĩa, Chúa đang nói với anh: Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở. Này, chị Hương, Chúa đang nói với chị. Bảo nói gì cha? Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở. Cái này con nghe cũng quen quen đấy Chúa. Có ai nói với con như vậy đâu? Có. Ai vậy? Cái thằng chồng của con. Sao lại gọi chồng của mình là thằng chồng? Nó là thằng chồng vì nó nói với con như thế. Cái thuở ban đầu mà chúng con quen nhau, thuở hai người mà tình trong như đã, mặt ngoài còn e, cũng nói với con như vậy: Hương à, anh yêu em bằng mối tình muôn thuở. Rồi con nghe con sướng lắm, vì con tin rằng đó là lời thật lòng. Con còn hỏi lại: Có thật không anh? Cho dù mà núi mòn, cho dù biển cạn, thì tình anh vẫn không đổi thay, mối tình muôn thuở. Con nghe con sướng rên người, đê mê. Con tin. Còn bây giờ thì sao mà lại gọi là thằng chồng?
Thì đó cha thấy đó. Cha thấy bây giờ đó. Bây giờ thì là mạnh ai nấy sống thôi. Cái tình muôn thuở bây giờ nó nhạt như nước ốc. Nó chán phèo ấy cha ơi. Bây giờ mà chỉ vì bí tích hôn nhân mà tụi con phải sống với nhau thôi. Vì con nhà có đạo thì phải sống với nhau thôi. Vì là sợ người ta cười chê thì phải sống với nhau thôi. Chứ còn bây giờ mà cạn tàu rau máng lắm rồi. Cạn tình, cạn nghĩa lắm rồi. Rồi cô ấy ngồi cô kể một thôi một hồi toàn kể xấu về ông ấy thôi. Nói ngưng tập 1 đi, sang tập 2 đi. Tập 2 là tập gì? Là ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Những cái phút giây mà mình quen nhau, mình yêu nhau, nó mặn nồng đó. Sao không nhớ những kỷ niệm đó? Tôi thấy hồi đó hai người dắt tay nhau đi lễ mà phải không? Vì đó e ấp thẹn thùng lời thề dưới thắp chuông cao gì đó, thắp chuông ngân gì đó. Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Ngọt môi hôn mà. Rồi xùi, giờ ngọt với ngào gì nó đắng lắm trời ơi. Rồi nó chua chát lắm trời ơi. Con người ta, cái tình yêu, tình cảm, tình thương của con người ta nó mau tàn, mau phai theo năm tháng. Cho nên mình phải nuôi dưỡng tình yêu mới gọi là hâm nóng tình yêu. Có thể nhìn bên ngoài nhiều gia đình bây giờ thấy được lắm, mẫu mực nữa là khác. Nhưng mà trời ơi, trong chăn mới biết chăn có rận, trời ơi. Nhìn vậy chứ mà không phải vậy đâu. Bằng mặt mà không bằng lòng. Giờ là cứ gặp nhau là cứ như là chó với mèo. Nhìn nhau mà lòng buồn lắm. Nhiều gia đình bây giờ như vậy. Cho nên lúc nãy tôi mới nói cầu nguyện cho các gia trưởng. Vì có những người làm gia trưởng đã như thế, cho nên là những người vợ là nạn nhân và cảm thấy là gia đình là cái hỏa ngục. Dĩ nhiên hai phía chứ không phải chỉ có một. Ngày thứ bảy thôi, tôi để dành thứ bảy cầu nguyện cho các bà mẹ đi, các hiền mẫu. Mấy ông chồng bảo cha dưới xứ còn có cái hội hiền mẫu, nhưng mà có tên vậy thôi, có cờ, có quạt, có trống phách hiền mẫu vậy, chứ mà ra khỏi nhà thờ về nhà nó thành ác mẫu. Bắt đầu ông chồng lại kể xấu các bà. Lại kể lại, tôi lại ngồi nghe một tăng. Ui giời ơi, nó đầu óc nó nhỏ hẹp lắm. Lúc nào cũng nhớ những cái chuyện mà lỗi lầm. Ai chẳng có lỗi, ai chẳng có sai. Tại sao ngày xưa nó yêu con, nó toàn thấy con tốt, mà sao bây giờ nó không yêu nữa, toàn thấy con xấu là sao? Con vẫn là con chứ, vẫn có tốt có xấu chứ, phải không? Ta bảo là yêu nên tốt, ghét nên xấu là vậy. Khi mà yêu thì thấy cái gì nó cũng tốt hết. Thời thuở ban đầu, cái gì cũng tốt hết. Cái gì của em cũng là số 1. Và cái gì của anh cũng là nhất thế giới. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cái gì của con nó cũng là chê hết. Anh là đồ tham ăn, anh là đồ ích kỷ, anh là đồ gia trưởng, anh là đồ chỉ biết nghĩ đến mình, anh là đồ đủ mọi thứ đồ hết. Bây giờ nó chỉ thần tượng với ai đâu, nó chỉ thần tượng mình cha thôi. Chết tôi rồi, không có đâu, tôi cũng là đồ chứ đâu có phải là tốt lành gì đâu. Tại vì tôi không lập gia đình, tôi không sống đời sống gia đình. Chứ còn nếu mà anh chị mà có nhiều anh bạn của tôi đi tu cùng lớp, bây giờ thì ra lập gia đình hết rồi. Tôi gặp mấy chị vợ, hỏi sao? Hồi đó nó là bạn tôi, nó tốt lắm, nó hiền lành lắm. Ai, trời ơi, thở dài. Sao có gì mà thở dài? Con thấy người ta nói đúng. Nói sao đúng? Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba tu xuất. Sao chị nói thế? Thì đó, anh tu với cha ngày xưa
Mà không, mà sao nó với tôi nó tốt lắm mà. Thì giờ về cứ bắt người ta cũng phải tốt như anh ấy. Cũng giờ giấc, cũng nghiêm trang, rồi cũng trật tự, cũng vệ sinh. Nhà dòng chứ có phải, xin lỗi, nhà tư, gia đình chứ có phải là nhà tu đâu mà 6 giờ dậy rồi kinh sáng, kinh sách gì đủ thứ đâu mà ra. Rồi con nó khóc, nó dơ giấy, bệnh thiếu kinh kệ rồi đâu mà sao mà sạch sẽ ngăn nắp được. Mà cứ làm như là nhà dòng, cứ như chủng viện bây giờ làm đâu mà còn. Rồi suốt ngày ngồi lý thuyết với lại tưởng tượng ra phải như thế này, phải như thế kia. Cứ suốt ngày ông ngồi cứ quệt mạng, ông ấy lên lướt web suốt. Lướt gì không lướt, cứ lướt web xong rồi về lý tưởng này, lý tưởng kia. Đời không như là mơ. Đấy, thưa anh chị em. Cho nên anh chị em nhìn chúng tôi như vậy chứ mà đi ra làm cha làm chồng chưa chắc ngon đâu. Chứ chắc ngon đâu. Không có ngon đâu. Con người mình là như vậy. Chỉ có một Thiên Chúa mà nói với chúng ta rằng là ta vẫn yêu ngươi, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Lại có lòng thương xót trong cựu ước. Cứ bảo lấy đâu ra đó. Giê-rê-mi-a chương 31 câu 1 đến câu 7 đó. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở và ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Đã và vẫn. Đời đời một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Thôi thì vợ mình như thế, chồng mình như thế, và con người chúng ta là như thế. Đừng có nghĩ rằng là đứng núi này trông núi nọ, nhìn chồng người ta thế này thế kia, cha thấy không? Đó, anh đi chung sinh hoạt nhóm, anh thấy đó, cha thấy không? Đó, chồng như vậy, trang nghiêm đoàn hoàng tử tế như thế. Cuối cùng tôi gặp vợ của cái người mà người ấy khen ấy. Tôi gặp sao? Tôi thấy chị kia chị khen là lấy được người chồng phúc 70 đời mới lấy được người chồng như vậy. Chị cười mỉa bảo, đứa nào nói, bảo con Hương nó nói, bảo cha không muốn đổi không, con đổi cho. Bảo nó đó, bảo con Hương nó muốn đổi, con đổi cho, đổi chồng cho. Gớm. Gớm. Đấy. Muốn đổi không? Đổi cho. Chán ngấy tới cổ họng này này. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Cô Hương thì lại thấy chồng của cô Hoa là ngon. Ê, cô Hoa lại bảo chồng con Hương vậy mà nó còn chê đó cha. Chúng ta là như vậy. Chỉ có một Thiên Chúa mới nói với ta rằng là ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Rồi, đời sống vợ chồng mình suy nghĩ câu đó đi. Phải chấp nhận thực tế là bây giờ chồng tôi là như vậy và vợ tôi nó là như thế. Mình thì cứ muốn, thưa cha, có cách nào thay đổi tính tình của anh ấy? Có cách nào thay đổi tính tình của anh ấy không? Gặp người vợ cũng, thưa cha, con chịu hết nổi. Cũng thế. Gặp người chồng cũng vậy. Cha, nói thật, bây giờ con nhờ cha có một chuyện thôi mà cha giúp con được thì là con mang ơn cha suốt đời. Bảo có chuyện gì anh cứ nói. Có cách gì cha gặp riêng vợ con cha nói nó đứng này đứng kia không? Hai người chỉ muốn người khác thay đổi theo mình mơ ước, mong ước. Chứ không bao giờ mà chịu thay đổi như người kia mơ ước. Cho nên mới nói chúng ta không bao giờ thay đổi được người khác, cũng không bao giờ thay đổi được hoàn cảnh. Chơi hoàn cảnh gia đình con bây giờ, cha có cách nào thay đổi được không? Cái hoàn cảnh nó như thế, con người nó như thế, ta không bao giờ thay đổi được người khác và hoàn cảnh. Vậy thì chịu bó tay à cha? Không, sao bó tay được? Hồi tôi tĩnh tâm với mấy em thiện nguyện tín thác, nó cứ nói với nhau là khó quá bỏ qua. Tôi nói sao mà hèn hạ vậy?
Sao mà nhát gan nhát vậy? Cái khó nó ló cái khôn, chứ không phải cái khó nó bó cái khôn, mà cứ thấy khó là bỏ qua. Còn đáng nghĩa phải chuyện nhỏ bỏ qua, cứ ngồi chấp nhất với nhau chuyện nhỏ nhặt. Trong gia đình cũng vậy, trong nhóm cũng vậy, trong cộng đoàn cũng vậy. Người ta nói động mình tí chuyện nhỏ mà cũng không bỏ qua. Người ta xúc phạm đến mình một lời lỡ lời, chuyện nhỏ cũng không bỏ qua. Rồi người ta bất đồng ý kiến với mình, người ta đóng góp ý kiến cũng ghim vào, chỉ là chuyện nhỏ mà không bỏ qua. Đáng lý phải nói rằng chuyện nhỏ thì bỏ qua. Ôi, có đáng gì đâu mà chấp nhất, đáng gì đâu mà bận tâm cái con người nhỏ nhặt đó. Không chấp cả chuyện nhỏ và cả những con người nhỏ nhặt. Ông ấy lớn, ông có quyền, ông có chức, ông ấy làm to, nhưng con người của ông ấy nhỏ nhặt lắm. Đừng tưởng rằng tôi làm lớn, tôi làm to, có quyền hành, có chức tước, có địa vị là tôi đã to. Cái to hay không, không phải là do quyền hành, chức tước, địa vị, mà to hay không to là do cái tâm mình có lớn, cái đầu của mình có rộng. Làm lớn mà cái tâm thì hẹp, cái đầu thì nhỏ, thì mãi mãi vẫn là con người nhỏ nhặt. Thì đừng chấp nhất những con người nhỏ nhặt dù họ có làm lớn. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi thì một tràng pháo tay thật lớn lên. Chuyện nhỏ bỏ qua. Bận tâm mất ăn mất ngủ, đêm qua còn ngủ không được, qua đi tĩnh tâm về con nó, con đó nó nói còn như vậy, nó góp ý như vậy, còn bức lắm, còn tức lắm. Ở kia đã bỏ họp rồi, xong rồi thì là bỏ qua hết, mà còn đem về nhà mà khó chịu, rồi giận cá chém thớt. Ông chồng chẳng biết ít giáp gì, thế về mặt vợ mặt sưng mày xỉa lên, cứ mình mà mắng, anh là thế này, anh là thế kia. Ô, đi họp về mà sao vậy? Thì tại cái anh không đi họp, cái con kia nó bắt nạt em, nó nói góp ý thế này thế nọ. Giá mà có anh thì đỡ cho em. Đấu chơi kia đó được, giận cá chấm thớt. Cái chuyện gì thì nó nói em này, chuyện nhỏ bỏ qua. Cái gì khó không có bỏ qua, khó thì phải dám đương đầu, phải suy nghĩ có cách nào giải quyết không. Mà dẫu mình không giải quyết được thì mình cũng tập cho mình biết động não, tập cho mình biết đối diện với sự thật, với cái khó khăn đó. Biết nó là khó khăn, không sợ nó. Khó vẫn còn đó, nhưng nó không làm mình chùn bước, nản chí, ngã lòng. Con đường lòng thương xót Chúa chúng ta vẫn đi. Bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót. Có dừng lại không? Không. Đó gọi là bước đi, luôn luôn là động, tiến tới. Cứ phải tiến. Dừng lại là thua. Chậm cũng được, mà phải đến, phải bước. Bò cũng được, mà vẫn phải bước tới. Không lùi, không dừng. Thì cái sự khó, cái chuyện khó không bỏ qua được, phải ngồi mà mổ xẻ tìm mọi cách. Còn những chuyện nhỏ thì bỏ qua. Như thế thì tình yêu của chúng ta mới bền được. Nếu mà Chúa chấp tội mình chuyện nhỏ mà Chúa không bỏ qua, thì làm gì mà có chuyện ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Làm gì có chuyện đó. Bao nhiêu chuyện nhỏ của ta Chúa đã bỏ qua, và ngay cả những chuyện lớn Chúa cũng xem là chuyện nhỏ. Đấy. Còn mình thì bé xé ra to. Chẳng đáng gì mà cũng xé ra to. Chuyện nhỏ xíu, mỗi chuyện mà nó nói thế này, nó nhìn thế kia mà cũng nó lườm con đó. Chắc là nó có ác ý lắm đó. Nói vậy là chắc là nó muốn chơi con đó. Hai vợ chồng những chuyện nhỏ bỏ qua đi.
Bỏ qua đi, ngồi không mà nói mãi không chịu bỏ qua gì cả. Cái ông này cũng vậy này, chuyện nhỏ mà cũng tức quay xuống làm cái gì. Ông không bỏ qua chuyện nhỏ mà còn nói ai, thấy không? Đó, hai người đều là khó chịu nhau. Mình cứ suốt ngày cứ để ý chuyện nhỏ của nó thì suốt ngày cứ lỏ nhỏ mãi, hay thì cứ tức nhau mà cãi nhau mà làm gì. Vợ chồng cũng vậy thôi. Cái đứa mà nó đã lau nhà lau nhau thì mày muốn nói gì mày nói, cho nó chán thì thôi đi. Còn thằng kia nói mãi không để ý thì nói làm gì cho nó mệt. Thấy không? Mình, trong cuộc sống của mình, những cái nhỏ nhặt đừng có bận tâm. Nói giỡn thì kệ bà, nó muốn nói gì nó nói, vợ mình nó nói gì nói, chồng mới nói gì nói. Thế đâu phải bận tâm mình tức làm cái gì. Mà kia nó vừa mới sừng cổ lên rồi cũng điên lên, lại cũng sai. Tao nói giỡn vậy mà mày giữ vậy. Tại vì nó tính nó vậy thì tôi kệ nó nóng vậy. Xin lỗi nha. Xin lỗi một tiếng đi. Là xong. Mình cứ chấp nhất những cái chuyện nhỏ trong gia đình mình. Cứ chấp nhất những chuyện nhỏ. Vợ chồng, anh đi về trễ rồi. Đi về thì còn nhắn tin cô nào. Thì giám đốc, ông hỏi mai có đi làm không? Em trả lời đi. Anh không trả lời cái sao mà em phải trả lời? Thì tôi đang trả lời sao cô phải hỏi? Thế rồi xong phim rồi, thấy chưa? Cơm không lành canh không ngọt liền. Những chuyện rất nhỏ thôi. Nhà mình không chịu bỏ qua, cứ làm nó lớn lên. Canh gì mà mặn quá, nhà nấu cơm gì không biết nếm. Chắc này bị hậu Covid rồi, không nếm được nữa rồi. Anh đừng có chù tôi nha, xin lỗi anh ạ. Anh bị Covid trước, anh lây sang cho tôi. Trời ơi, cái chuyện Covid từ xưa, từ hết 2 năm rồi, hết Covid rồi mà bây giờ còn lôi ra cãi nhau. Anh lây sang cho tôi. Bây giờ tại sao nấu cơ canh mà nó mặn như thế này, bị Covid chứ còn gì nữa, không có mùi, không có vị. Bắt đầu, được. Anh muốn chù tôi Covid để chết, phải anh đi kiếm con khác ra phải không? Chuyện mỗi tí vậy nó xé ra, đến chuyện chết rồi đi lấy con khác, đủ thứ chuyện. Khi mà người ta không còn cái gọi là mối tình muôn thuở nữa, cái gì người ta cũng có thể suy ra toàn là tiêu cực thôi. Cho nên là yêu nhau thì yêu cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Thế chứ mình tập có cuộc sống nó cao lên một chút, nó lớn một chút. Chúa Giêsu của chúng ta thấy cái người phụ nữ này lại nhảy mãi, Chúa có điên không? Không. Và người phụ nữ mà này thấy Chúa cho rằng mình là đồ chó con, có điên không? Không. Nhỏ bỏ qua. Kệ Chúa muốn nói mình là chó cũng được, miễn là sao? Được Chúa ban ơn là được rồi. Còn người phụ nữ này cái lại nhảy bên Chúa, tôi thử coi có dám bỏ qua chuyện nhỏ hay không? Vì sự nghiệp mà dám bỏ qua những chuyện nhỏ. Vì đứa con của mình, con gái của mình lạy Ngài, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Vì lòng thương xót dành cho đứa con của mình, cho nên là chấp nhận bị coi thường, bị khinh thường, bị bỏ rơi. Chúa không đáp lại một lời. Lòng thương xót của Chúa ở đâu? Lúc đó ta sẽ điên lên. Giống như người phụ nữ này, nếu mà ta không kiên trì, bền bỉ, tín thác và cầu nguyện, ta sẽ dễ nổi nóng. Không có xin, không có khấn, không có cầu gì nữa, không có lễ lạy gì hết nữa cả. Xin mãi không được. Hạ luôn cả bàn thờ xuống, đem thánh du xe ra phơi nắng luôn. Rồi thôi gì hết, khấn mãi không được. Ta cũng dễ bị như vậy. Các môn đệ đến xin Chúa rằng, xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Các môn đệ cũng chẳng chạy lòng thương bà ấy. Đáng lẽ phải nói, Thầy ơi, Thầy tội nghiệp bà ấy, Thầy ra tay giúp bà ấy tí đi. Vì các môn đệ biết rằng Chúa có quyền làm được chuyện đó không? Có, họ đã thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa rồi mà không có được tấm lòng thương xót như Chúa. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Thấy người ta buồn, người ta đau, người ta đến, người ta xin kêu cầu lòng thương xót Chúa. Thay vì nâng đỡ an ủi thì lại xua đuổi họ. Về đi. Suốt ngày đến kêu cầu lòng thương xót Chúa,
cứ xin với khấn, cứ kêu cầu, cứ xin chữa mãi. Ơ kìa, nếu họ không bệnh, họ có phải đến với lòng thương xót Chúa không? Nếu họ không bệnh, họ có phải kêu cầu không? Vì họ đang có nhu cầu, họ đang đau khổ, họ đang bệnh tật thân xác tâm hồn cho nên họ mới đến. Thì các môn đệ nói tiếng: thôi thầy, tội nghiệp bà ấy. À, con không làm được, chứ con làm được, con làm. Thôi thầy, giúp họ, giúp bà ăn tay đi, tội nghiệp. Phải như vậy chứ, thưa anh chị em. Tông đồ lòng thương xót Chúa phải là người biết chạy lòng thương những người khác. Con không làm gì được, nhưng mà con cầu với Chúa. Họ đến với tôi cũng chả làm gì được đâu, nhưng mà tôi nói với Chúa: Chúa ơi, thương họ đi. Họ cứ đến, ngày nào cũng đến, hết xe này đến xe kia, sáng trưa chiều đến, phiền quá. Những người khác họ lại kêu trách phiền quá. Thôi Chúa, ra tay giúp họ đi, cho họ đi về. Tội nghiệp, đây xua đuổi, không tiếp đón họ, tội nghiệp họ. Và Chúa nói đến mức độ mà không lấy bánh mà ném cho con, cho con. Bà ấy nói: thưa thầy, Chúa cho con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Đến mức độ đó, không có tự ái. Tại dễ bị tự ái. Đã vậy thôi, lỗi bữa phải thôi, chứ tôi là người chứ là chó à. Chúa thử thôi lòng tin của ta, lòng tín thác của ta như thế nào. Chạy đến với lòng thương xót Chúa, mình cũng bị người ta cười, người ta chê, người ta mỉa mai, mê tín, nhảm nhí. Mình cũng dễ tự ái, phải không? Tôi đến lòng thương xót Chúa làm gì, cười tôi, làm gì chê tôi, vừa phải thôi chứ. Không, kệ, ta muốn cười, ta chê gì, kệ họ. Họ chưa biết thôi. Và cuối cùng thì: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Ngay giờ đó, từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Đây là điều mà những người đến khấn cầu lòng thương xót Chúa tôi vẫn lặp đi lặp lại. Chính lòng tin của anh chị em cứu chữa anh chị em. Như Chúa nói, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Chứ không phải là tôi chẳng có quyền năng, chẳng có tài cán, chẳng có đạo đức tốt lành gì hết. Tôi chỉ giới thiệu với anh chị em một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa nói với anh chị em rằng tin thế nào được như vậy. Chứ tôi không hề có quyền năng chữa lành, chữa bệnh, chẳng có tốt lành gì hết. Tôi cũng là người tội lỗi bệnh tật, yêu đuối như anh chị em, được Chúa thương, Chúa xót, Chúa cứu, Chúa chữa. Và bây giờ tôi chia sẻ cái cảm nhận lòng thương xót Chúa cho anh chị em. Anh chị em tin thì đến, và tin thế nào sẽ được như vậy. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 99 cùng hướng về Thánh Giuse, kêu cầu Thánh Giuse đoái thương các gia đình, đặc biệt là cho các gia trưởng, những người làm cha làm chồng được noi gương Thánh Giuse đầy lòng thương xót với vợ con mình. Lạy Thánh Giuse vinh hiến trên nơi diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thành thật, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bạn thành sạch đức nữ trinh. Nhân đức cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời, nguyện cho con nói dấu người liên, để sau được vinh phúc vô biên. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng.
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Tôi là tên tội đồ, luôn bon chen sống luôn nhỏ nhen, không cần biết nào ai thấp hèn. Tôi là tên tội đồ, mang trong mình bao tội lỗi, nay cải hối quyết tâm từ đây. Chúa giàu lòng xót thương, giang dòng tay đón ai đi lầm đường. Chúa giàu lòng xót thương, dẫn đưa ta về con đường yêu thương. Chúa giàu lòng xót thương, luôn dù thương những ai đi lạc đường. Chúa giàu lòng xót thương, đang đưa ta về suối nguồn yêu thương. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày mùng 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi, Thánh Duệ và Thánh Hạnh từ đạo Việt Nam. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa đến suốt đời và khắp mọi nơi. Con tri ân lòng thương xót Chúa thương bây giờ. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày mùng 3 tháng 8, Thánh Philippe Benizi, Thánh Duệ và Thánh Hạnh từ đạo Việt Nam. Thánh Philippe Benizi. Philippe Benizi sinh ngày 15 tháng 8 năm 1233 tại Florentia, nước Ý. Philippe trở thành bác sĩ khi mới 19 tuổi và Ngài đã mở một phòng khám bệnh tại quê nhà. Chỉ một năm sau, Philippe Benizi bỏ nghề bác sĩ và xin gia nhập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Philippe Benizi được thụ phong linh mục tại Siena năm 1258. Chẳng bao lâu, cha Philippe Benizi trở nên rất nổi danh vì tài thuyết giảng. Ngài cũng phục vụ hội dòng với chức vụ tập sư và bề trên. Năm 1267, Philippe Benizi được bầu làm bề trên tổng quyền của hội dòng, dù Ngài đã cố gắng từ chối việc đề cử này. Philippe Benizi đã chăm chỉ làm việc để thiết lập quy luật của dòng. Và người ta rất ngưỡng mộ Philippe vì đời sống thánh thiện. Cha Philippe Benizi cũng được ơn làm nhiều phép lạ. Năm 1268, Đức Thánh Cha Clemente thứ tư qua đời. Và cha Philippe Benizi là một trong những ứng viên sẽ được chọn lên kế vị. Sợ rằng mình sẽ có thể đắc cử,
Philippe Benizi đã chạy trốn vào một hang động và ẩn mình ở đó cho tới khi Đức Gregorio thứ 10 được chọn làm giáo hoàng. Cho đức khiêm nhường và lòng yêu mến, cha Philippe Benizi đã đem nhiều người trở về với giáo hội. Ngài cũng là người hay giải hòa. Về cuối đời, cha Philippe xin từ chức bề trên tổng quyền và cha đã sống những ngày cuối đời tại một căn nhà khiêm tốn và nghèo khó của dòng. Cha Philippe Benizi đã qua đời tại đó vào ngày 22 tháng 8 năm 1285, được 52 tuổi. Ngài được tôn phong lên hiển thánh năm 1671. Thưa anh chị em và các bạn, Philippe Benizi đem nhiều người trở về với giáo hội không phải bởi tài giỏi, bởi học vị, bởi bằng cấp, bởi chức tước, bởi địa vị, nhưng mà bởi sự khiêm nhường và lòng yêu mến. Khiêm nhường đến mức độ mà nhiều lần từ chối làm bề trên tổng quyền. Khiêm nhường khi mà thấy mình có thể được chọn làm giáo hoàng, đã trốn vào hang động cho đến khi người ta chọn xong giáo hoàng mới ra. Còn nhiều khi có những người thì rất muốn được bầu làm chức này, chức nọ, chức kia. Có khi còn lo lót, còn chạy trọt, còn cậy thần, cậy thế, còn sự quen biết nữa. Mà không được làm chức này, chức nọ thì buồn lắm. Mất ăn, mất ngủ. Mà chỉ lo có chức thôi, chỉ lo có mũ trên đầu thôi. Bao nhiêu mũ cũng đội hết, bao nhiêu chức cũng giành hết. Mà không thấy được cái khả năng, cái giới hạn của mình. Nếu mình không làm được thì đừng nhận vào. Nhận vào mà không làm được thì chỉ có hại cho cộng đoàn, cho giáo hội thôi. Và thứ hai nữa là khi thấy mình đã lớn tuổi thì Ngài xin từ chức bề trên tổng quyền, rút vào trong căn nhà khó nghèo sống ẩn nhật, chứ không tham quyền cố vị. Nhiều người chỉ muốn giữ chức vị cho đến chết mà thôi. Thôi, lớn tuổi rồi, sức yếu rồi, khả năng cũng giới hạn rồi, nên rút lui để nhường cho những người khác còn trẻ, còn khỏe, còn sức, còn khả năng, vì lợi ích của giáo hội, vì lợi ích của cộng đoàn, vì lợi ích các linh hồn. Chứ đừng cứ nghĩ rằng mình là người bất khả thay, không ai thay được mình, và nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ, cho nên chức nào cũng nắm lấy mà chẳng làm được gì cả. Thánh Bernardo Vũ Văn Duệ và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục tử đạo. Mùa thu năm 1838 tại nhà giam Nam Định, một tù nhân đã 83 tuổi, hình như vẫn còn coi sự khắc nghiệt của trại giam là nhẹ. Những đêm mưa to gió lạnh, chỗ của cụ nằm bị nước mưa dột, nhưng cụ vẫn nằm im, không chịu rời theo lệnh của lính canh. Từ ngày vào tù, cụ trải chiếu dưới đất, không nhận tiếp tế chăn mền. Rồi khoảng một tuần sau, cụ bỏ luôn chiếu để nằm trên đất. Cụ già đó là linh mục Bernardo Vũ Văn Duệ. Đối với Ngài, phải có những hy sinh tự nguyện để bù đắp trong thân xác tôi những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Những hy sinh đó còn là phương pháp luyện ý chí đủ sức đối đầu với những thử thách cuối cùng ngoài pháp trường. Đối với Ngài, suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu phải đưa đến việc tham dự, chia sẻ những nỗi cơ cực của Chúa trong thực hành. Cha nói, nơi tôi nằm bây giờ còn êm ái hơn thánh giá Chúa Giêsu ngày xưa rất nhiều. Cũng như Thánh Phaolô tông đồ đã sẵn sàng chịu đọa đầy tù ngục đòn vọt để bù đắp và cất cực hình của Chúa Giêsu trong công trình cứu chuộc. Các thánh tử đạo Việt Nam Bernardo Duệ và Đa Minh Hạnh cũng tình nguyện hy sinh chịu khổ thật nhiều để hợp với sự thương khó của Chúa mà cứu rỗi các linh hồn và linh hồn anh em đồng bào.
cũng thế. Cha Đa Minh Hạnh sau khi bị đánh 30 roi còn nói: "Ồ, làm quan lớn mà bất công. Đánh một bên mông chịu cả 30 roi, còn bên mông kia chẳng có roi nào hết là sao vậy?" Ý cha còn muốn chịu đánh đòn thêm nữa để hãm mình lập công như Chúa Giêsu bảo: "Khi người ta vả má bên này hãy đưa má bên kia." Hoặc là như Thánh Lorenzo khi bị nướng trên giường sắt đã nói với Lê Hình: "Bên này chín rồi, lật sang mặt kia để cho nó chín đều đi." Bernardo Vũ Văn Duệ sinh năm 1755 tại làng Quần Anh Hạ, tỉnh Nam Định. Cậu đã được Chúa gọi dâng mình cho Chúa ngay từ nhỏ và lo học hành tu luyện làm linh mục. Nhưng vì tình hình bắt đạo của Chúa Trịnh vào thời vua Cảnh Thịnh, khó khăn làm gián đoạn việc tu học. Mãi đến năm 1795, ngài 40 tuổi mới được thụ phong linh mục. Sau khi chịu chức linh mục, cha Bernardo đã đem hết khả năng phục vụ hội thánh và các linh hồn. Trong suốt 37 năm liền, cha tận tụy hy sinh lo cho con chiên bổn đạo và rao truyền đạo Chúa cho lương dân. Kết quả thật khả quan. Nhiều người ngoại giáo nhận lãnh đức tin. Các tín hữu sống đạo thờ Chúa ngày càng sốt sắng. Kết quả đó là do lời giảng dạy, nhất là nhờ cha tự nguyện hy sinh hãm mình, sống khắc khổ hàng ngày. Lúc cha 77 tuổi, thấy cha già yếu bệnh hoạn thì đức cha cho ngài hưu trí tại xứ Trung Lễ. Không thể phục vụ giáo hội trực tiếp nữa, hàng ngày cha vẫn dâng sự đau yếu, những tháng ngày bệnh tật và lời nguyện cho công cuộc mở mang nước Chúa. Cha gia tăng những việc khổ chế hãm mình, bỏ nằm giường để ngủ trên đất, không nằm mùng để muỗi tự do đốt. Nhiều người cản trở nhưng cha điềm tĩnh trả lời: "Bấy nhiêu hãm mình đã là gì? Tôi không có cơ hội làm việc lớn thì tôi chọn một chút khó khăn vậy thôi." Đặc biệt cha ước muốn chịu đổ máu ra, chịu khổ, chịu cực vì Chúa hơn nữa. Nhất là từ ngày 28 tháng 5 năm 1838, khi nghe tin đức cha Y bị bắt, cha nôn nóng muốn được từ đạo với vị giám mục của mình. Vì trong một lần tránh cuộc truy lùng bắt đạo của vua quan, đức cha Delgado Y, giám mục giáo phận Đông, phải bỏ trụ sở Bùi Chu đi trốn. Đức cha ghé Trung Lễ gặp cha Duệ. Đức cha nói nửa đùa nửa thuật rằng: "Ồ, cụ còn sức theo tôi đến thủ phủ Nam Định không?" Cha Duệ hiểu ý người cha Trung địa phận muốn nói về việc từ đạo, nên trả lời với đức cha: "Thưa đức cha, khi nào đức cha bị bắt, xin cho phép con theo cùng." Có lẽ vị giám mục nói đùa rồi quên đi, nhưng cha Duệ không bao giờ quên điều mình đã hứa. Cho nên khi được tin đức cha bị bắt, cha Duệ đã khóc lóc muốn ra trình diện với quan quân để được phúc từ đạo với vị giám mục của mình. Lúc này cha đã 83 tuổi rồi, vừa mù vừa điếc, đi đâu phải có người dẫn, nhưng không ai chịu dẫn cha đến nộp mình cho quan cả. Từ đó cha nằm trong nhà, thấy nghe có tiếng chân người trong nhà thì cha lại hô lên: "Hãy báo cho các quan biết tôi ở đây, tôi là linh mục, hãy đến mà bắt tôi đi." Giáo hữu ngăn cản mãi không được, buộc lòng phải đem cha đến ở trong trại cùi ngoài đồng vắng, là nơi quân lính ít khi lui tới. Nhưng chẳng may, ngày 4 tháng 7 năm 1838, đang lúc cha lớn tiếng xưng hô: "Tôi là linh mục đây, đến mà bắt tôi đi", thì một toán lính đi ngang qua. Họ nghe tiếng cha liền ghé vào, bắt cha giải về tỉnh Nam Định. Quan tổng trấn thấy cha già yếu bệnh tật, không đánh đập tra tấn, nhưng bảo bước qua thập giá rồi cho về. Điều đó chắc chắn cha không bao giờ làm,
vì cha đã muốn chịu khổ, chịu chết vì Chúa. Thế nên quan bắt cha mang gông giam vào ngục. Ở đây cha gặp linh mục Đa Minh Hạnh cũng bị giam chung. Từ ngày nghe tin Đức Cha Y bị chém, cha già bỏ luôn chiếu nằm trên đất. Ngài nói: Giám mục là cha đã phải xử, ta là con mà nằm chiếu thì sao phải lẽ. Cũng từ đó, hàng ngày cha tự nguyện hãm mình, ăn chay, nằm đất, chịu giọt mưa lạnh lẽo để hy sinh và dọn mình đón nhận cuộc tử đạo. Sau một thời gian, quan thấy không lung lay nổi lòng tin sắt đá của cha già trên 80 tuổi, nên làm án gửi về kinh. Theo luật lệ thời ấy, ở tuổi 83 của cha thì không bị xử tử. Nhưng vua Minh Mạng bất chấp đã ký án tử. Nghe tin ấy, cha Duệ vui mừng và gia tăng việc hãm mình. Ngày 1 tháng 8 năm 1838, cha được điệu ra pháp trường Bảy Mẫu, chịu chết chém vì Chúa. Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài, trong một gia đình công giáo đạo đức. Nhờ đó, ngay từ nhỏ cậu đã ước muốn đi tu làm linh mục rao giảng đạo Chúa. Sau khi học xong thần học, thầy Hạnh được lãnh chức linh mục và đi giúp các họ đạo. Sau đó, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt đạo gay gắt, cha phải ẩn lánh rày đây mai đó, âm thầm lén lút làm việc tông đồ. Nhiều khi phải trốn chui trốn nhủi, chịu đói chịu khát mấy ngày liền, nhưng cha vẫn không nản chí, vẫn nhiệt thành tận tụy chăm sóc đàn chiên, thăm viếng người bệnh tật, nâng đỡ khuyến khích kẻ yếu đuối nhát đảm. Nơi nào giáo dân cần lãnh bí tích hoặc an ủi khích lệ, cha đều hy sinh len lỏi đến đó, bất chấp nguy hiểm khổ cực. Năm 1838, cha đang giúp giáo dân ở quận Anh Hạ thì quan quân kéo đến truy lùng dữ dội. Thấy tình thế nguy kịch, cha định lánh sang làng Trung Thành ẩn náu, đồng thời chăm sóc số tín đồ ở đó. Có hai người ở quận Anh tình nguyện đưa cha đến nơi trú ẩn. Cha tin lời đi theo. Không ngờ, họ lại là những tên Juda phản bội, vì tham tiền đã nộp cha cho quan để lãnh thưởng. Ngày 7 tháng 7, cha bị giải về Nam Định, giam chung với cha Bernardo Vũ Văn Duệ, một linh mục đã 83 tuổi, vừa bị bắt trước mấy ngày. Trong thời gian giam giữ ở đây, nhiều lần cha bị tra tấn hành hạ, buộc đạp lên thánh giá, nhưng cha cương quyết chối từ, nên bị đánh đập dữ dội. Có lần, quan đưa ra một ảnh Đức Mẹ, yêu cầu cha đạp lên ảnh Đức Mẹ thay vì đạp lên thánh giá. Cha liền cầm lấy ảnh Đức Mẹ hôn kính. Quan liền nổi giận đánh cho cha đúng 100 roi. Lần khác, cha ra tòa với linh mục Duyệt, một người trước đây có nhiều tiếng xấu. Linh mục này đã bị bắt và đã bỏ đạo. Khi quan bảo bước qua thánh giá, ông vâng ngay. Cha Hạnh thấy thế nổi nóng, chỉ thẳng vào mặt nói: Bớ ông kia, hãy xem đầu mình đã bạc, còn sống được bao năm nữa mà cả lòng bỏ Chúa. Ông đã làm ô danh đấng bậc mình để được lòng vua giữ, làm cực lòng giáo hội đã nuôi dưỡng dạy dỗ ông bấy lâu. Ông làm bạn với ma quỷ, ông sẽ mất linh hồn. Nhưng kẻ phản bội cười chế nhạo lại cha: Làm như tôi mới là khôn, còn như ông thì mới là dại. Quan và lính reo hò đắc thắng. Quan ra lệnh đánh cha 30 roi. Sau khi bị đánh 30 roi, cha ung dung đứng dậy trách quan không công bằng, không đánh thêm cho đủ hai bên mông. Ý muốn nói lên lòng còn mong ước được chịu khổ nhiều hơn nữa để thông phần sự thương khó với Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn. Thấy không còn cách nào làm cho cha bỏ đạo, quan kết án trảm quyết gửi về kinh. Chúng tôi đã tra khảo hai tên Vũ Văn Duệ và Nguyễn Văn Hạnh,
chúng bị bọn Tây lừa mà theo đạo Gia Tô đã lâu. Chẳng những chúng tin mà còn giảng đạo ấy cho nhiều người khác tin theo. Xem ra đạo ấy đã thấu tận tâm can bọn chúng đến nỗi không thể bỏ được. Vậy chúng tôi luận cho chúng án trảm quyết, để ai nấy biết tội chúng nặng đáng phải phạt thế nào. Vua Minh Mạng, Châu Phê. Tuần lễ cuối cùng trong nhà tù của cha Hạnh không còn ghi dấu bởi những trận đòn nữa, nhưng quan cho nhiều người vào thăm xúi cha bỏ đạo. Có người nói: "Chà, không thoát chết được đâu, thôi bỏ đạo đi." Cha đáp: "Phải sự chết thì đã hẳn rồi. Trước tôi cứ ngỡ là được chết với cha Fernandez Hiền, mà tôi chẳng được sự ấy thì tôi lấy làm buồn lắm." Lần khác, một người nhà quan nói: "Này, nếu cha bỏ đạo, quan hứa sẽ nuôi dưỡng và cho cha làm quan. Thôi, bỏ đạo đi." Cha đáp: "Dù tôi được làm quan ngay hôm nay, mặc lòng tôi cũng không xuất giáo, không bỏ đạo đâu. Tôi chỉ mong được làm con Đức Chúa Trời mà thôi." Ngày 1 tháng 8 năm 1838, từ sáng sớm, hai cha thức dậy đọc kinh rồi chào giã biệt anh em bạn tù và cảm ơn anh em đã giúp đỡ. Quan cho dẫn hai cha ra tòa lần chót để xem có đổi ý không. Cha Hạnh trả lời: "Được chết vì đạo là điều tôi mong đã lâu. Rầy sự ấy đã gần thì tôi vui mừng lắm. Cảm ơn các quan có lòng thương." Trên đường ra pháp trường, tuy mang gông mà cha vẫn vui vẻ chào và nói với anh chị em tín hữu rằng: "Anh chị em ở lại bình an, hai chúng tôi về thiên đàng hưởng phúc vô cùng." Vị anh hùng đức tin Đa Minh Hạnh đã chịu chém chết vì Chúa với cha già bên ở đôi Duệ tại pháp trường Bảy Mẫu. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã tôn phong chân phước cho hai cha ngày 27 tháng 5 1900 và ngày 19 tháng 6 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen. Lòng thương xót Chúa.